Quý vị thân mến, hiện tại Futa đang bán sản phẩm khô bò nhà làm, mềm, thơm cay, ngon dai, hấp dẫn. Nếu quý vị có nhu cầu thưởng thức hoặc mua tặng người thân và bạn bè, quý vị có thể liên hệ với Futa qua số điện thoại 0704 590204 hoặc 0387 653 663. Futa rất là vui nếu được quý vị ủng hộ. Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, là ngày đầu tiên của năm mới quý vị ạ. Nhân tiện Futa cũng chẳng có gì hơn, chỉ có những lời chúc gửi đến toàn thể quý vị. Đầu xuân năm mới, Futa chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc và sự như ý. Futa cảm ơn tất cả quý vị trong một năm vừa qua đã luôn đồng hành xem và ủng hộ cho kênh Vina TV, đặc biệt là trong những ngày cuối năm 2022 khi mà Futa bắt đầu bán khô bò thì rất là nhiều cô chú anh chị đã mua ủng hộ. Qua đây Futa gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến toàn thể quý vị. Thì chiều hôm nay Futa đi ngang qua con đường Hải Thượng Lãng Ông này quý vị, thấy không khí ở nơi đây khá là tấp nập và nhộn nhịp nên Futa muốn quay một số hình ảnh quang cảnh ở đây để gửi đến toàn thể quý vị. Quý vị đang nhìn thấy nè, ở đây có nguyên một tiệm bán những đồ trang trí Tết năm mới, quá đẹp luôn quý vị ạ, sắc màu rực rỡ. Để Futa đi vòng lại thêm một vòng này cho quý vị xem ở phía bên kia đường nè. Tại nãy Futa đang đi thì chợt sực nhớ ra, đây là một trong những con đường mà Futa nghĩ những ai ở Sài Gòn mỗi lúc dịp Tết lễ thì ở nơi đây sẽ thay đổi theo từng mùa quý vị ạ. Đó, quý vị thấy không? Tại vì hôm nay là Tết Tây, chỉ còn đúng khoảng 20 ngày nữa thôi là đến Tết ta. Cái gì anh? Không, em quay đường chút xíu. Không khí bên đây thì có vẻ trầm lắng hơn bên kia quý vị ạ. Những chiếc lồng đèn, những chùm pháo, đó, những chiếc bánh chưng được làm rất là đẹp. Ở đây có nguyên một như là vườn cây đó quý vị. Hoa gì cũng có hết, hoa sen cũng có nữa nè, hoa mai, hoa đào đó. Quý vị nào mà muốn mua sắm để trang trí gia đình hả, những ngày Tết quý vị có thể đến đây. Wow, đẹp quá trời đẹp luôn này. Và những câu đối, đây còn khu vực này thì không có gì cả. Đây, ở trên đây nữa nè, những đôi gánh nè, những đôi gánh. Yeah. Khi mà quý vị đi ngang qua con đường đây á, những ai mà mới đi lần đầu á thì có thể là hơi bỡ ngỡ, còn những ai mà đi qua khu vực này quen rồi á thì không có gì, thấy là bình thường. Có những anh, những chú, những chị ra đứng ở giữa đường á để chào mời khách đó quý vị. Bên đây thì có đèn nè, để Futa vòng lại bên đây một chút xíu nữa đây. Hồi nãy là không biết là Futa đi bắt đầu từ được cái đoạn nào, Futa không nhớ nữa. Ở đây đèn led quý vị, đèn led đầy đủ màu sắc. Cũng như là pháo giấy. Bây giờ mới khoảng 5:30 thôi. Tí nữa khoảng tối tối quý vị, cái lúc mà trời bắt đầu buông xuống thì những cái ánh đèn này nó sẽ lấp lánh hơn. Đây, đi vào đây xem chút xíu. Đó, quý vị xem không? Đẹp ghê quý vị ạ. Dạ. Những ngày này thì đa số ai cũng tất bật với công việc,
cuối năm của mình quý vị ạ. Khoan khoan quý vị ơi, ở bên đây tôi thấy có một chiếc xe như là bánh tiêu quý vị ạ. Dạ ô, khách mua đông lắm. Để vào đây quay xe bánh này cho quý vị xem. Đây thì là bánh tiêu. Thấy chiếc xe Bình Dương quý vị ạ. Để mình vào xin phép đó nha. Đây quý vị ơi, chúng ta vừa mới vào xin phép anh chị cô chú để quay cũng như là chia sẻ những hình ảnh này gửi đến toàn thể quý vị nha. Ở đây chúng ta thấy là ở địa chỉ 130 nè, đường Phùng Hưng, phường 13, quận 5 nha. Giao nhau với đường Hải Thượng Lãn Ông. Không khí buổi chiều ngày hôm nay, mọi người đi mua sắm, trang trí, vật dụng cho ngày Tết rất đông lắm. Thì ở nơi đây có một chiếc xe bánh tiêu, bánh quậy nè. Ở ngoài đây thì có một chị đứng giao cho khách, còn ở trong đây thì có anh chị đứng làm bánh. Làm bán không kịp quý vị ạ. Đây. Số 1 của em 40. Số 2 chị lấy mấy cái? 5 cái 40 luôn của em. Cái em mấy cái 4 quẩy 32. Cái chặn 40 chứ. Đúng rồi, lấy 5 cái đi chặn 40, em là lễ ăn cho đã. Lễ ăn cho đã. Dạ. 2 cái tiêu. Dạ có chị 4 cái tiêu, 2 cái quẩy. Bánh bò. Dạ của chị số 4 đi, đừng đọc bánh, nhớ số giùm em. À. Cái này chai được không chị? Dạ được. Chai chắc là của mình số 4 nha chị nhé. Thịt chai đi, thịt chai đó. Ok. Thịt chai, thịt chai. Ở đây mình bán lâu lắm rồi hả chị? Hình như 2-3 đời vậy phải. À 2-3 đời hả? Dạ. Mà mình chủ yếu là bán bánh quầy với là bánh tiêu thôi. Đúng hả? Rồi. Không có bánh bao hả chị? Không, không. Bánh bao trước có làm, anh như bây giờ cực quá không có làm. Dạ. Đây quý vị xem cái chảo dầu nhìn trong ghê không? Đó. Dầu mới mỗi ngày không mà thay dạ. Mỗi ngày không có xài dầu cũ. Cái thời gian ở đây thường là mình bán như thế nào chị nhỉ? À 5:15, bán đến 9:00 tùy theo ngày, 10:00. Dạ, ngày nào cũng bán hết hả chị hả? Dạ. Tết Tây thấy đông vui chị hả? Đường xá tấp nập quá. Không qua vui lắm. Dạ. Qua lại sớm thì vui lắm. À vậy hả? Dạ. Nó phồng lên nhìn đào quá. Bánh này đang giòn ngon không? Dạ. Đang giờ ăn là ngon. Vô con. Chuyện không kịp khách luôn quý vị ạ. Khách đứng chờ quá trời luôn. Còn ít lát em lại em đứng là cầu 20 mấy 30 người cũng vậy dài dài. À vậy hả chị? Dạ. Giờ lết. Tính ra là giờ quán chưa, giờ cao điểm đến 6:00 là bây giờ cao điểm. Dạ. Tính ra là quán của mình chắc cũng nổi tiếng ở đây quá ha. Bán thì bán lâu rồi. Dạ. Tại bữa giờ em đi ngang qua đây nè mà không thấy, nãy em đang đi quay đường đường phố Sài Gòn thì thấy quá trời game nói vào xung quay. Dạ. Của em bên TikTok hả là YouTube? À dạ em YouTube. YouTube mà gì em? Dạ Vina TV. À Vina TV hả? Dạ. Hai người nó lẹ gì hả? Đúng rồi. Không bị cháy nữa. Nó sẽ vàng lắm, nó dạ, tại vì bánh tiêu mình nó sẽ lẹ hơn bánh quẩy. Bánh quẩy thì nó sẽ lâu hơn, nó chậm hơn chừng vài giây thôi. Trường phổng em. Dạ dạ. Đồng giá hết em, 8.000 bánh bò đồ đồng giá hết. Đồng giá 8.000 một cái. Bánh quẩy của em 5 quẩy là bánh quẩy. Năm quẩy à, xuống quẩy. Xuống quẩy à có ơi. Quý vị thấy vàng điều đẹp ghê không? Bánh
vẫn chờ mua ngoài kìa. 5 cái được không em? Cảm ơn em nha. Dạ chị 5 cái 40 luôn, có thêm gì không chị ạ? À? Chị ơi có thêm gì nữa không? Dạ có chị 40 luôn. Cái 8.000, 5 cái 40.000. Đi YouTube lại quay hoài. À vậy hả chị? Thật là thiếu sót khi mà Phu Ta không biết quán của chị ở đây quý vị ạ. Tại Phu Ta cũng hay quay ở khu vực vòng vòng ở đây á, mà hôm nay mới biết được luôn á, tình cờ. Ở đây chị có những cái đôi đũa dài cũng gần 50cm quý vị ạ, để cho nó không bị nóng. Nó xinh và kẹp luôn. Những cái đục đục ở trong dầu quý vị là do cái áo buộc á, nó ra nó làm cho cái nước dầu nó đục đục như vậy á, chứ thật ra cái dầu ở đây nó rất là trong. Em kẹp vô luôn cho chị nha. Dạ. Bánh tiêu mà kẹp thêm bánh bò nữa thì ăn rất là ngon quý vị. Hai bánh này thường mà hay đi chung với nhau á. Bán chút xíu là hết nữa rồi. Tiêu quẩy, tiêu bò gì cũng ngon, tiêu quẩy cũng ngon. Dạ. Đây mình vào đây mình xem anh làm hình như là bánh quẩy. Cho em vào đây chút xíu nha chị. Cảm ơn chị. Thế là từ từ. Dạ. Kỹ năng của anh ấy làm dẻo lắm, chuyên nghiệp quý vị. Đầu tiên thì lấy cán cái mỏng cái bột ra, sau đó cắt thật mạnh. Dạ nói là đến đây bữa giờ mà mua không được. Dạ. Không, chủ nhật ấy, chủ nhật thì ở đây bán sớm. Ngày thường từ thứ 2 đến thứ 7 thì 5 giờ mấy, 5 mấy mới dọn. Có em 32 ngàn. Mỗi lần chú làm thì chú làm 3 cái bánh quẩy à? Làm 3 cái. Chờ lúc nào chiên xong thì chú sẽ làm tiếp. Đợi tiếp đi. Cho cái bột kẹp. Anh bước ra cái cọng dây là té. Dạ 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 em con biết. Rồi, có em nè, cảm ơn. Dạ 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 con biết. Thử hả ăn thiệt đi, tí tí là cái gì anh thử tôi ngại quá à. Thật là anh thử. Rồi có em tổng cộng cây 40. Chị để cái quẩy riêng cho em. Rồi để gấp cho cô luôn. Bốn xe ba quẩy ba bò của mình 80 luôn. Này có em 40 nè. Có một. Rồi cảm ơn em gái nha. Vậy là mình là người Hoa á chú. Gán cho chị mình xuống cái luôn đi. Bây giờ là đổi qua bánh tiêu. Bên đây thì cô ngắt bột, cho thêm một ít mè vào. Sau đó thì qua đây chú lăn lại. Thank you.
tiếng Hoa là người ta gọi là như thế nào chứ nhỉ? Hàm chín bản. Hàm chín bản. Còn bánh quẩy thì gọi sao? Dầu cháo quẩy. Dầu cháo quẩy. À. Dạ. Cảm ơn chú. Như vậy là mình học được hai tiếng bố bánh. Có người ta kêu dầu thiểu. Dạ. À, dầu thiểu cũng có. Dầu xéo. Xéo hả? Cảm ơn. Bánh tiêu thì làm đơn giản hơn bánh quầy hết chứ. À, đúng rồi. Mày cái cán thôi. Giờ chéo, đúng rồi, giờ chéo. Chị xong lấy em mỗi thứ hai cái dùm nha chị. Rồi, cho em ăn em ghiền á. Dạ, dạ. Em ở gần đây, em có ghiền em chạy qua nhanh lắm. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Giờ của mình hai quẩy, hai quẩy quá chị. Quẩy này nhỏ nè, em tới chị nè. Tới qua chị lấy chị hai cái này 14 ngàn thôi. Cái đó là nhỏ. Nhỏ là bớt tiền hả chị? Hai cái này là giòn. Đúng rồi. Nha. Nhỏ hay bớt tiền hả? Bỏ thứ hai cái đi ha. Tại do cái bột cuối cùng á. Còn ít nên làm luôn thì nhỏ thì ở đây chú bớt tiền. Giờ của mình 48 ngàn á người đẹp. Bỏ đi. Bỏ không quay này đó. Giờ có 2 ngàn đi. Giờ bán bánh quẩy nhỏ giờ coi như là không có bớt mẹ là kỳ lắm á. Cảm ơn người đẹp nhiều. Giờ của mình cũng vậy. Giờ xuống quẩy đi. Đây vì ở đây có bán bánh bá chải 50.000 một cái. Bữa nay có nhậu chưa? Thấy chị vui vẻ ghê không? Nhậu chưa? Nhậu đi chứ. Đây, Phương Hoa đứng xa xa chuẩn bị xem rõ lại chiếc xe của cô chú anh chị ở đây nha. Ở bên đây giống như là cái bạn cứu trương quý vị. Đúng rồi, đúng rồi. Để vậy tính cho nhanh á, ví dụ ai mua mấy cái từ 1 cái cho đến 20 cái này, 20 cái là 160. Mua nhiều có bớt không chú? Dạ không. Giá vẫn vậy hả chú ha? Dạ. Hồi nãy mới vào vậy thì cô ta không biết, tại vì chú mang khẩu trang á, đứng làm và mặc áo ba lô á, cá tính, nên cô ta gọi bằng anh. Thì bây giờ sau khi mà đứng nói chuyện một hồi quý vị thì cô ta thấy chú cũng lớn rồi, nên cô ta xin được đổi thành chú nha quý vị. Ông đang xuống quẩy đi. Của mình vậy người đẹp. Hai đứa hai quẩy. Hai đứa hai quẩy quẩy đạo luôn ha. Rồi, quý vị nào mà có đi ngang qua đây thì có thể ghé và trải nghiệm. Đây, chúng ta thấy cô chú làm sạch sẽ, tỉ mỉ và cái kỹ năng làm quý vị không có vội vàng. Mặc dù khách đứng chờ rất là đông nhưng mà cô chú làm chậm rãi, đẹp mắt. Từng miếng bánh cắt rất là đều. Và nếu có nhỏ hơn thì cô chú sẽ bán giá thấp hơn. Nghe đâu thì quán này chỉ nói là truyền ba đời rồi quý vị nha. Quý vị nằm ở quận 5 thì chắc chắn sẽ không xa lạ gì với xe bánh tiêu, bánh quẩy ở nơi đây. Tên 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 tên. Hello quý vị nha. Cô ta vừa mới tìm một cái góc phố quý vị ạ, để ngồi thưởng thức bánh tiêu, bánh quẩy. Để cô ta gắn cái đèn vào chút xíu đó quý vị ơi. Không biết là quý vị nhìn có nó bị hạt lắm tắm không? Tại vì sắp tối rồi á. Đó, đẹp liền. Ây da. May mà rớt. Xém tí nữa là rớt rồi. Đó. Để kê cái này lên quý vị, nó hơi nghiêng nghiêng. Đúng chuẩn luôn.
sáng cả một bầu trời luôn. Đây, 4 cái 32.000, mỗi cái 8.000. Wow, còn nóng vậy, còn nóng. Có bọ giấy vậy nè, thơm lắm, thơm. Giò cầm dây ám mấy đà nè. Món này nhìn đơn giản quá vị hả, nhìn đơn giản nhưng mà thơm, thơm ngon. Trời ơi, cái lớp áo ở ngoài quý vị nó giòn nha. Giòn. Giòn mặn mặn vậy. Cái này quý vị về mua về ăn với cháo ha. Ăn với gì nữa quý vị? Bánh canh, ngon. Dai dai nè, ở trong mà rỗng ruột nè. Cái này không có vị ngọt nha, nó chỉ hơi mặn mặn một chút xíu thôi. Mặn mặn ở cái đầu lưỡi đó quý vị, cái lưỡi đó. Rồi đó là nó giòn, thơm. Đầu xuân năm mới, hôm nay Phu Hà ăn bánh quẩy, bánh tiêu. To cái to đi. À, vàng đều đẹp. Thơm, bánh tiêu thơm. Một bên là có mè. Cầm cái bánh lâu còn nóng hổi à. Mà thơm lắm. Đó. Thơm quá là thơm luôn. Bánh này thì có vị ngọt. Hai cái bột nó khác nhau hoàn toàn. Cái lớp ngoài thì vẫn có cái độ giòn. Ở trong thì có ruột nè, có ruột. Không. Quý vị nào mà ăn không như vậy á thì mình mua bánh tiêu mình ăn. Còn quý vị nào mà mua về ăn kèm á, ăn với cháo hay là bánh canh hay ăn với cái gì đó thì quý vị ăn với bánh quẩy nha. Ngon. Bánh tiêu ngon lắm. 8.000 một cái. Cái này giống bánh mì vậy đó. Ngọt nhưng mà không có quá là ngọt. Ngọt ít thôi. Cho những ai thích ít ngọt. Ăn này thì dai hơi lâu. Nó càng dai thì thấy càng ghiền. Đúng giống chị nói vậy, ăn là ghiền á. Rồi, chắc Phu Hà tạm dừng ở đây nha quý vị. Thì có gì quý vị xem cái địa chỉ á, nếu mà muốn thưởng thức trải nghiệm thì quý vị đến ở địa chỉ đó. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới. Thì giống như hồi nãy Phu Hà nói ở đầu video quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với kênh Vina TV trong suốt một năm vừa qua, cũng như là những năm trước đó đến tận bây giờ. Phu Hà rất là biết ơn. Cảm ơn những cô chú anh chị cái thời gian cuối năm này, những ngày cuối năm đã mua khô bò ủng hộ cho Phu Hà. Thì hiện tại Phu Hà vẫn đang bán khô bò với giá 700.000 một ký. Quý vị nào mà muốn thưởng thức cũng như là muốn mua tặng người thân và bạn bè thì quý vị có thể liên hệ với Phu Hà nha. Qua số điện thoại là 0704590204 hoặc 0387653663. Đó, có Zalo, có Viber nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ. Bye bye và hẹn gặp lại.